Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 17 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Chủ động sáng tạo thực hiện thắng lợi tất cả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm tới, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn tại hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Khai mạc phiên chợ cam tại khu đô thị Eco Park, cơ hội để loại nông sản này của Hưng Yên vươn xa. Triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2022. Thư viện miễn phí lan tỏa văn hóa đọc cho thiếu nhi ở thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao tính chủ động sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của mỗi cơ quan đơn vị địa phương và từng cá nhân phụ trách, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị triển khai các nghị quyết của kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2023 do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chiều qua. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2023. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 9%, thu nhập bình quân đầu người đạt 112 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,6%, kinh ngạch xuất khẩu đạt 7 tỷ đô la Mỹ, thu ngân sách đạt hơn 22.900 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%. Tiếp đó, một số sở ngành địa phương tham luận về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trước những khó khăn thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2023, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của các cấp, chú trọng thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, thu chi ngân sách và đầu tư công, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, các khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu căn cứ nghị quyết của Chính phủ, các nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở ban ngành địa phương khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện, nhất là tích cực triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hàng năm. Khẩn trương đẩy nhanh các tiến độ thi công công trình dự án, hoàn thiện các thủ tục thẩm định rồi quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án thuộc kế hoạch năm 2023 để sớm triển khai thi công, đảm bảo tiến độ. Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế phải khẩn trương hoàn thành các thủ tục trình thẩm định và quyết định đầu tư đối với dự án thành phần thuộc dự án vành đai 4 rồi đoạn đi qua địa phận Hưng Yên và hai dự án thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội để đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2023 theo đúng nội dung và thời hạn quyết định. Chủ động đôn đốc tích cực phối hợp với nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với kho bạc nhà nước và không để dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm mới thanh toán. Đối với dự án hoàn thành đưa vào sử dụng phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán về giải ngân vốn cho các nhà thầu theo hợp đồng. Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án công trình giao thông xây dựng tỉnh phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung khắc phục mọi khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, nhất là các công trình dự án trọng điểm của tỉnh và của quốc gia. Bên cạnh đó, quan tâm các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thương mại dịch vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng các khu cụm công nghiệp khẩn trương triển khai đầu tư dự án để tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp và phát triển kinh tế xã hội. Riêng nội dung này, các đồng chí hình dung ra là năm 2022 thì PCI của chúng ta tăng được 14 bậc. Thì cái kết quả kinh tế xã hội của chúng ta đã khác rồi. Nếu PCI của chúng ta là tăng nữa, năm 2023 là tăng nữa, thì kết quả chúng ta lại tiếp tục khác nữa. Đây là thể hiện sự cả hệ thống chính trị chúng ta cũng đã vào cuộc tích cực. Thực sự, nó là chúng ta có cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thực sự cái đó. Và cũng thực sự là tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp phát triển. Tập trung xử lý các công trình vi phạm kéo dài theo 93 của Ủy ban tỉnh, nắm chắc các phân loại cụ thể từng loại vi phạm theo từng giai đoạn
để có kế hoạch giải tỏa phù hợp, kịp thời xử lý triệt để các vi phạm về đất đai, tiếp tục huy động mọi nguồn lực lồng ghép để có hiệu quả các chương trình mục tiêu, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, chú trọng nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giảm nghèo và an sinh xã hội ở nông thôn. Phấn đấu năm 2023 có thêm 30 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 10 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Với nhiệm vụ thu chi ngân sách và đầu tư phát triển, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu từ nay đến hết năm quyết liệt tăng thu các khoản thu còn đạt thấp, đồng thời tiết kiệm chi thường xuyên. Đề nghị các sở ngành, các ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nộp ngân sách theo quy định của pháp luật, đồng thời tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách ngay từ đầu tháng đầu quý của năm 2023, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, tích cực xử lý nợ đọng thuế của các doanh nghiệp, đơn vị, thực hiện nghiêm chủ trương tiết kiệm chi thường xuyên, đảm bảo chi đúng dự toán ở mức gốc ngân sách. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các ngành địa phương tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường. Chỉ đạo có hiệu quả chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề án của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện lãnh đạo chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Năm 2023 vẫn là trọng tâm của công tác giải phóng mặt bằng. Kế hoạch đề ra giải phóng mặt bằng hơn 500 hectare các khu công nghiệp và các khu đô thị. Do đó, thứ nhất là Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phải xây dựng kế hoạch, chủ động các biện pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh các tiến độ giải phóng mặt bằng ở các công trình, dự án trên địa bàn của mình quản lý, sớm bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư, đối với nhà đầu tư ngoài ngân sách và nhà thầu thi công để triển khai đầu tư các dự án, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên ngăn chặn, xử lý có hiệu quả ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý và xử lý rác thải tại các hộ gia đình để sớm chuyển biến rõ rệt hơn trong giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ mỗi cơ sở huyện, thành phố và thị xã, tăng cường thanh tra kiểm tra và xử lý các vi phạm gây ô nhiễm môi trường, nhất là các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp và các làng nghề. Doanh nghiệp đảm bảo 100% các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh phải có báo cáo tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo đúng quy định và tập trung xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu phế liệu, làm nguyên liệu sản xuất để phối hợp kiểm soát xử lý giảm thiểu ô nhiễm, nhất là nguồn nước ở hệ thống Bắc Hưng Hải và cải thiện môi trường các kênh, mương, ao, hồ trên địa bàn tỉnh. Đối với lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, nâng cao chất lượng các làng, khu phố văn hóa, công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Thường xuyên quan tâm, chăm lo và thực hiện kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, nghiên cứu có chính sách đặc thù của tỉnh với những người nghèo, người già cô đơn, không nơi nương tựa, không có khả năng thoát nghèo và chuyển sang bảo trợ xã hội. Tỉnh cũng đã có chủ trương năm 2023 sẽ chuyển khoảng 2.000 người nghèo, người già cô đơn, tức là không nơi nương tựa, chuyển sang bảo trợ xã hội, bắt đầu áp dụng từ năm 2023. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, các cấp, các ngành, các đoàn thể cần quan tâm chăm lo để nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, gia đình khó khăn được đón Tết cổ truyền đầm ấm. Chúng tôi đang có mặt tại phố Trúc, khu đô thị Ecompark, huyện Văn Giang. Tại đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên chợ cam năm 2022 diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 17 đến ngày 18. Đây chính là cơ hội để người dân quảng bá sản phẩm cam và sản phẩm nông sản của tỉnh Hưng Yên tới du khách trong và ngoài nước. Phiên chợ cam Hưng Yên năm 2022 thu hút sự tham gia của 50 gian hàng đến từ các hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong đó chủ yếu là các sản phẩm cam Hưng Yên, cam đường canh, ổi và bưởi các loại. Ngoài cái vui sướng trong lòng của tôi ra, tôi còn mua được rất nhiều những sản phẩm đặc sản của Hưng Yên mình để mang về làm quà cho mọi người. 6 năm rồi đã đi hội chợ cam và rất là thích, và đặc biệt là thưởng thức cái cam ở cái vùng cầu chùa này này thì quá là ngon. Cho nên hôm nay khi đến hội chợ cam là phải đi tìm ngay cái nhãn hiệu này để mua. Nói chung là cam Hưng Yên thì rất là tuyệt vời, bổ ra ăn rất là ngon, là thích dùng sản phẩm của Hưng Yên. Hưng Yên có gần 2.000 hecta cam được trồng tại 8 trên 10 huyện, thành phố. Mỗi năm cho thu khoảng 36.000 tấn quả.
do được trồng với quy trình thâm canh hiện đại theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nên cam Hương Yên cho sản lượng cao, mẫu mã đẹp, an toàn cho người sử dụng. Cộng với đó là việc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó có tổ chức tại khu đô thị Eco Park mang lại hiệu quả cao cho các hộ sản xuất kinh doanh. Riêng hoa quả của tôi là từ sáng là hai vừa tôi xuất từ hết 7 tạ. Thế cam bình thì cam bổ của tôi là bán 70.000 một cân, mà cam canh là tôi bán 100.000, mà ổi tôi bán 50.000, bưởi diễn tôi bán 50.000 một quả. Với mong muốn đưa thương hiệu nông sản vươn xa và tôn vinh những nét văn hóa độc đáo của Hương Yên, phiên chợ năm nay còn có các gian trưng bày các sản phẩm quà tặng có mẫu mã đẹp, chất lượng cao như long nhãn, hạt sen, sấy ăn liền, mật ong hoa nhãn, các loại trà thảo mộc. Ngoài cái việc tham gia hội chợ này thì công ty cũng còn thực hiện cái việc xúc tiến hay sản phẩm cam cho các hợp tác xã để vào cái hệ thống bán lẻ và chuỗi siêu thị ở Hà Nội. Thế và chúng tôi cũng có những cái bộ quà Tết, Ngũ Phúc, Trường Xuân và Vĩnh Kết để có thêm các cái sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Trong đó đa phần là hạt sen, long nhãn và đặc biệt là chúng tôi có các loại trà từ các cái nguyên liệu sẵn có tại Hưng Yên. Phát biểu tại lễ khai mạc phiên chợ cam Hương Yên năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực của các doanh nghiệp hợp tác xã, nhà vườn đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất ra các sản phẩm nông sản chất lượng cao được nhiều người ưa chuộng. Đồng chí mong muốn các hộ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cam Hương Yên sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, các sở ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại tới khách hàng trong và ngoài nước, góp phần mang lại giá trị kinh tế cao cho người sản xuất. Thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào vừa tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 33 năm ngày Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12. Sự buổi gặp mặt tại thành phố Hưng Yên có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Trong không khí đầm ấm nghĩa tình, Bí thư Thành ủy Phạm Huy Bình chúc các đồng chí cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thành phố sức khỏe, hạnh phúc, đồng thời bày tỏ tình cảm lòng tri ân thế hệ đi trước, những người có nhiều công lao cống hiến cho quân đội, cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng, xây dựng và phát triển đất nước cũng như quê hương Hưng Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ mong muốn với bản lĩnh kinh nghiệm đã được tôi luyện và uy tín tâm huyết trách nhiệm với quê hương, các cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác tiếp tục phát huy phẩm chất của đội Cụ Hồ, gương mẫu trong thực hiện các quy định của địa phương và thường xuyên giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Sự buổi gặp mặt tại thị xã Mỹ Hào có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu được ôn lại lịch sử 78 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang thị xã. Thay mặt lãnh đạo thị xã, Bí thư Thị ủy Trần Thị Thanh Thủy chúc các đồng chí cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thị xã sức khỏe, hạnh phúc, đồng thời bày tỏ tình cảm, lòng tri ân thế hệ đi trước, những người đã có nhiều công lao cống hiến cho quân đội, cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng, xây dựng và phát triển đất nước cũng như quê hương Mỹ Hào. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng thị xã mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị quốc phòng an ninh ngày càng được củng cố vững chắc. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2022. Trong đó yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện tự đánh giá chấm điểm, đăng tải tài liệu kiểm chứng giải trình theo từng lĩnh vực tiêu chí qua phần mềm quản lý chấm điểm được Bộ Nội vụ cung cấp và gửi báo cáo kết quả tự đánh giá về Sở Nội vụ để tổng hợp trước ngày 10 tháng 1 năm 2023. Các sở ban ngành tỉnh, ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố cung cấp danh sách đối tượng được chọn thực hiện điều tra xã hội học để xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2022 theo yêu cầu của Bộ Nội vụ. Đối tượng điều tra xã hội học gồm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc cơ quan chuyên môn Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, người dân và doanh nghiệp có giao dịch hồ sơ thủ tục hành chính với cơ quan hành chính nhà nước tỉnh. Thời gian thực hiện điều tra xã hội học dự kiến từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2023. Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên vừa tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn của một số trường mầm non trên địa bàn huyện Yên Mỹ.
Tại trường mầm non thị trấn Yên Mỹ và xã Tân Lập, đoàn tiến hành kiểm tra bếp ăn, phòng ăn, nguồn gốc xuất xứ và quy trình chế biến thực phẩm phục vụ bữa ăn. Qua kiểm tra cho thấy, cơ sở vật chất của hai trường vẫn còn một số hạn chế. Đoàn kiểm tra đã lấy một số mẫu nguyên liệu thực phẩm gửi đi kiểm nghiệm đánh giá chất lượng an toàn. Đoàn cũng đề nghị các nhà trường khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền có kế hoạch xây dựng nhà ăn riêng cho học sinh, sửa chữa, nâng cấp khu vực chế biến thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm đầu vào, đặc biệt là thực phẩm tươi sống. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát việc thực hành sơ chế, chế biến, chia xuất ăn và vận chuyển, thực hiện nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới xuất hiện ở thành phố Hưng Yên được hơn 2 tháng, tuy nhiên mô hình thư viện cộng đồng miễn phí đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các độc giả yêu sách. Đây hứa hẹn sẽ là mô hình hay và ý nghĩa, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Xuất phát từ đam mê đọc sách và mong muốn hướng mọi người, đặc biệt là các em học sinh tới thói quen đọc sách truyền thống, tránh xa các thiết bị điện tử, vợ chồng bác sĩ dược sĩ Phạm Thị Nhung đã đầu tư trên 100 triệu đồng để biến tầng 2 của siêu thị sách đồ chơi cho em nằm trên đường Tuệ Tĩnh trở thành một thư viện cộng đồng miễn phí. Sách là một cái kho tàng kiến thức mà các bạn nhỏ được lĩnh hội. Bây giờ thì các con có rất ít những cái môi trường để được chơi lành mạnh. Thế em nghĩ là nếu các con có một môi trường để các con có thói quen đọc sách từ bé, sau là từ lớn dần các bạn ấy vẫn giữ được thì rất là hay, và các bạn ấy sẽ được trau dồi những thứ gọi là tinh hoa nhân loại. Mỗi một cuốn sách ở đây đều được vợ chồng chị chọn lựa cẩn thận, kỹ lưỡng, từ chủ đề đến nhà xuất bản và dựa trên sở thích, nhu cầu của người đọc sách thuộc mọi lứa tuổi nghề nghiệp. Hiện thư viện có khoảng gần 400 đầu sách thuộc các lĩnh vực khác nhau. Với không gian được bài trí phù hợp, thoáng đãng, sạch sẽ, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, thư viện cộng đồng miễn phí Smart Kids là nơi thích hợp để mọi người có thể chiêm nghiệm về những giá trị bên trong từng quyển sách mang lại. Lúc nào các con có thời gian rỗi trong ngày thì cũng đều có thể đến để tham gia với cái thư viện cộng đồng, để hướng các con tới những hoạt động vui bổ ích ngoài những cái giờ các con học căng thẳng, hướng các con rời xa điện thoại, máy tính. Từ khi cháu biết đến cái thư viện miễn phí này thì mỗi tuần cháu dành khoảng 2 đến 3 buổi sau giờ học ra để đến đây đọc sách. Một số quyển sách thì cháu không thể tìm thấy ở một nơi nào khác. Trước đây thì cháu thường là xem tivi với cả chơi điện thoại, thì bây giờ cháu đã có thể đến đây để đọc sách. Để góp phần làm phong phú thêm nội dung của thư viện, hàng tháng chị Nhung đều dành một khoản tiền nhất định để đặt mua sách. Ngoài ra, những người yêu sách ở khắp nơi khi biết việc vợ chồng chị Nhung làm cũng tặng thêm đầu sách hoặc tiền mua sách. Không chỉ lập thư viện miễn phí, cứ 2 tuần một lần vào tối chủ nhật, vợ chồng chị Nhung còn tổ chức các trò chơi dân gian cũng hoàn toàn miễn phí cho các em thiếu nhi, nhằm hướng các em đến với các giá trị truyền thống. Điều mà những người làm nên thư viện cộng đồng Smart Kids mong muốn nhận được chính là những niềm vui, niềm hạnh phúc khi mọi người đến đây đọc sách, từ đó ươm mầm nên niềm yêu thích đọc sách, mang văn hóa đọc sống lại giữa lòng cuộc sống hối hả như hiện nay. Em chỉ mong muốn là mai sau các bạn ấy coi nơi đây là một nơi mà các bạn ấy rất là muốn vào đọc được nhiều thứ ở đây, và ra ngoài các bạn ấy vẫn giữ cái thói quen đấy. Không những là trẻ con, sau dần cả người lớn xung quanh đây ở trong thành phố này, mọi người thấy rằng là việc đọc sách là cần thiết. Cùng với tích cực phát triển kinh doanh dịch vụ, công tác an sinh xã hội cũng luôn được Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank chi nhánh Hưng Yên đẩy mạnh với việc tham gia nhiều chương trình trọng điểm có ý nghĩa, nhất là các hoạt động khuyến học. Năm 2022, chi nhánh Vietcombank Hưng Yên dành trên 1,1 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, chăm lo cho đối tượng chính sách, học sinh nghèo, tặng quà Tết người nghèo, xây nhà tình nghĩa. Trong đó, chi nhánh ủng hộ quỹ khuyến học thị xã Mỹ Hào 300 triệu đồng nhằm khuyến học khuyến tài, trao giải thưởng và học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm đến nay, Vietcombank chi nhánh Hưng Yên luôn là ngân hàng có dư nợ tín dụng đứng thứ hai trong các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, với dư nợ trên 8.400 tỷ đồng, lợi nhuận đạt gần 360 tỷ đồng. Năm 2022, Vietcombank chi nhánh Hưng Yên phát hành được gần 5.000 thẻ tín dụng, trên 23.000 thẻ ghi nợ quốc tế, doanh số sử dụng thẻ đạt gần 300 tỷ đồng, doanh số thanh toán đạt 500 tỷ đồng.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của đài như trên ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website tại địa chỉ hungyentv.vn hay trên fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV trên kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.